chào tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có mời tới đây bạn Yến Nhi. Bạn là một du học sinh vừa mới có được cái visa du học Mỹ từ lãnh sứ quán Mỹ. Thì chị xin chào Yến Nhi. Xin chào chị, xin chào các bạn. Yến Nhi có thể giới thiệu nét về bản thân mình cho tất cả các bạn được biết không? Mình tên là Yến Nhi, năm nay mình 18 tuổi. Mình vừa tốt nghiệp trung học phổ thông và mình vừa nhận được visa đi du học Mỹ. Ý như qua Mỹ mình sẽ học trường gì em ha? Dạ, em sẽ học trường Richland College ở Manchester. Trường đó, em chọn trường Richland College để học thì em chọn cái chuyên ngành gì? Dạ, em chọn Business. Business. Sau khi em hoàn thành cái chương trình Business của mình thì em sẽ làm gì với định hướng tương lai? Em sẽ quay trở về Việt Nam và em xin vào công ty BNG để làm. Sao mình lại chọn cái công ty BNG mà không phải là một công ty khác? Bởi vì công ty BNG là một công ty hóa mỹ phẩm lớn ở Việt Nam và có vốn đầu tư của Mỹ. Với bằng cấp của Mỹ thì em về đây em sẽ có giá trị hơn. Rồi làm sao mình biết tới cái dịch vụ của Tân Đại Dương để tìm tới với chúng tôi và chúng tôi hỗ trợ cho em? Em đã xem trên TV và trang web của Tân Đại Dương, em thấy dịch vụ của Tân Đại Dương rất là tốt. Cho nên em đã chọn Tân Đại Dương. Rồi trong quá trình làm hồ sơ với Tân Đại Dương á, thì em có cảm nhận như thế nào? Em thấy các anh chị ở Tân Đại Dương á, thì rất là nhiệt tình, chuẩn bị hồ sơ của em rất là tốt, đưa những điểm mạnh của em lên trên và những điểm yếu của em xuống dưới để khi em đi phỏng vấn em có thể tự tin đưa hồ sơ cho người ta coi nhiều hơn. Cuối cùng thì em có thể cho chị biết một chút ít về sở thích cá nhân của mình không? Dạ, em thích đọc sách như là thích sống bên mình. Thích đọc sách và thích sống bên. Dưới đây chỉ là một vài chia sẻ ngắn của bạn Yến Nhi thôi. Và cảm ơn Yến Nhi đã tới đây để chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho tất cả các bạn. Tiếp bước theo sau mình để có thể lấy được cái visa một cách thành công nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sứ quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.